với các bạn là hôm nay trong cái video thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị về cái tiểu cảnh hay là những cái non bộ ở phần phía trước của nhà. Những cái phần tiểu cảnh non bộ phần phía trước nhà thì đối với cả những cái căn nhà mà có cái không gian sân vườn hay là có khoảng sân rất là rộng thì chúng ta sử dụng cái phần tiểu cảnh thì có một cái lưu ý nhỏ là như này. Đối với cả những cái nhà nằm trong cái trục tứ chính, tức là Bắc Nam Đông Tây, hoặc là những nhà hướng Đông Nam Tây Bắc, thì người ta nên, hoặc là nếu có không gian thì anh chị có thể sử dụng cái tiểu cảnh non bộ đặt ở trước, thì về cơ bản là đều là phù hợp. Còn đối với cả những cái căn nhà mà nó ví dụ như là hướng Đông Bắc Tây Nam thì ngũ hành thuộc thổ thì về cơ bản là nó không cần thủy lắm, cho nên là chúng ta cũng không nhất thiết phải đặt cái non bộ phần phía trước nhà. Thì phần phía non bộ phần phía trước nhà thì nó vừa có tác dụng nó tạo ra cảnh quan, vừa nó tạo ra cái minh đường để tụ thủy, để mà kích hoạt cái sinh vượng cho căn nhà của anh chị. Thì đối với cả non đầu thì đối với cả những cái phần hình thế và ngoại khí trước nhà thì đối với non bộ thì nó là một cái có một cái ý nghĩa rất là tốt. Tuy nhiên để cho cái non bộ này nó đảm bảo được cái trạng thái là tốt nhất và đem lại cái sinh vượng khí cho anh chị thì nó có mấy yêu cầu cơ bản như sau. Trước hết là cái phần đá ở bên trên, tức là ở cái phần non bộ ở bên trên thì chúng ta nên là đặt cái cây xanh để nó tạo độ ẩm, và chúng ta những cái viên đá này trước mà nên là những cái viên đá nó có trạng thái là nó nhẵn nhụi chứ nó không nên nó góc cạnh, và trạng thái đá này thì không có cái viên đá nào mà có cái hướng nó chọc thẳng vào chính hay là chọc thẳng vào trong một căn nhà của anh chị cả. Những cái phần đá ở trước là chúng ta nên là để những cái củ cây vào, như vậy thì là nó tạo ra cái sinh khí trong nhà. Thì chúng ta để trồng cây hoa hoặc cây sung hoặc cây lộc vừng ở trên này cũng đều rất là tốt. Điều tiêu chí thứ hai nữa đó là cái phần nước ở trong hồ cá là chúng ta phải có cái nước nó trong, và anh chị nên nuôi cá. Và cái điều tối kỵ đó là cái phần nếu như phần trước mà không có cá thì là nó sẽ là cái chuyện mà nó không được tốt. Anh chị có thể nếu như mà anh chị có thể lắp thêm một cái hệ thống lọc nước để cho là cái nước nó tuần hoàn ở bên trong thì nó không tạo thành cái nước tù ở trước nhà. Cái điều thứ nữa là khi chúng ta nuôi cá bên trong mà cá chết là chúng ta phải vớt ra ngay, hoặc chúng ta phải có việc nếu như nó chết hàng loạt thì chúng ta phải có biện pháp xử lý cái phần sàn hoặc là phần bể để chúng ta lại tiếp tục nuôi cá trở lại. Và phần non bộ này thì nó yếu tố của cái non bộ là nó mang yếu tố tự nhiên, cho nên ra là người ta nên để cái non bộ này là ở phần phía ngoài nhà. Ở phần phía ngoài nhà nếu như mà cái non bộ này mà có một cây cối mà đá núi lởm chởm mà khô khốc thì nó sẽ tạo ra cảnh vô quả và kiếp sát. Thì gia đình mà có những cái trường hợp như thế thì là nó sẽ dễ xảy ra những chuyện thị phi và hao tán về tiền bạc hoặc là hao tán về tài lộc. Còn nếu nước ở bên trong hồ cá này mà đục, hoặc là những cái nước ở trong hồ cá này mà tù, hoặc là nó bị đen bẩn hoặc là đục ngầu thì nó sẽ làm là tạo thành một cái sát thủy, và điều đấy cũng không tốt. Và tôi thấy đợt này là tôi đi khảo sát có rất nhiều trường hợp là anh chị còn nuôi chê phi ở bên trong đó để ăn, hoặc là để làm gì đó vậy, hoặc là để mà khi mà nuôi chê phi để khi mà anh chị thừa cơm cái anh chị vứt xuống để cho nó ăn đấy, vừa nuôi cá mà vừa đỡ bị nặng phí thức ăn ấy, là cái chuyện đấy là chuyện không nên. Và không nên nuôi chê phi vì là cái nước đấy rất là bẩn, và nước của chê phi sống nó rất là đục và lúc nào nó cũng đục ngầu lên, và bản thân là con cá chê thì cũng không nên nuôi ở trong nhà. Có rất nhiều gia chủ mà tôi đã đến nhà mà có cái trường hợp nó xảy ra thì đa phần nếu như là công ty thì công việc kinh doanh đi xuống, còn nếu như ở nhà thì trong nhà sẽ có người bị bệnh, hoặc là vợ chồng nó sẽ dễ bị cãi cọ lẫn nhau vì cái âm khí của cá chê nó rất là nặng, và làm cho cái nhà lúc nào nó cũng không có được cái sinh khí tràn đầy. Và lưu ý là cái phần mà bể cá ở bên trước là chúng ta ngoài cái việc nuôi cá trồng rong rêu giữ cho nước trong, non bộ đã là non bộ thì phải có cây, vì núi nó phải có cây thì nó mới tạo ra sinh khí, còn nó không có sinh khí thì nó sẽ không đem lại cái sự tốt lành, thì anh chị cần phải lưu ý đặc biệt. Và cái chuyện thứ nữa là cái non bộ để trong nhà thì cũng là cái điều hạn chế và không nên, bất kể cái nhà đấy hướng gì, bất kể phương vị đấy là gì, vì nếu như mà để trong nhà thì chúng ta sẽ không có đủ cái sức sống, tức là không đủ ánh sáng tự nhiên thì thông thường chị không cầu trồng được cái cây, hoặc là trong đấy nuôi trong nhà thì lại bị muỗi nữa, kể cả anh chị có cá trong đấy thì nó cũng không đảm bảo được cái sức sống. Thì cái điều này vô tình nó tạo ra thì làm cho cái chủ nhà nó có cái trạng thái nó khô quả và tạo ra những cái khí nó không tốt ở trong nhà, nên chị lưu ý cái trường hợp này. Xin cảm ơn.